Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về công dụng rất tuyệt vời của cái trái saboche. Thì cái trái saboche hay còn gọi là cái trái hồng xiêm, thì cái trái này nó rất là tốt cho cơ thể. Thì hầu như là trái saboche thì bạn nào cũng đã từng ăn và cũng đã biết. Thì cái trái này á là nó rất là giàu cái hàm lượng chất xơ, nên là nó rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Thì ở trái saboche á thì có thể nói là nó xem như nó là một cái bài thuốc mà dùng để nhuận tràng rất là tốt từ thiên nhiên. Thì nó là một sản phẩm từ thiên nhiên nên thành ra nó không hề có tác dụng phụ. Thì ở cái chất xơ ở trong cái trái hồng xiêm á, hay còn gọi là trái saboche này á, là nó còn có tác dụng là nó bảo vệ cái lớp nhầy ở trong ruột ha. Thì nó kết nối rồi nó tránh những cái độc tố rồi nó xâm nhập vô trong cơ thể của các bạn ha. Thì những cái độc tố nó có thể gây ung thư, nên thành ra là khi mà các bạn ăn trái saboche thì nó hỗ trợ rất là tốt cho cơ hệ tiêu hóa của các bạn. Thì ở trái saboche á thì nó có một cái tính năng rất tuyệt vời, đó là cái chất chống oxy hóa ở của nó. Thì ở trái saboche á thì cái chất chống oxy hóa mà ở trong saboche nó rất là nhiều và nó tốt cho cơ thể của các bạn, nên thành ra các bạn có thể là ngăn ngừa những cái bệnh ung thư, nó rất là hiệu quả. Thì nếu như mà các bạn nào mà ăn thường xuyên cái trái saboche hay còn gọi là trái hồng xiêm này á, thì cơ thể của các bạn nó loại bỏ các hiệu ứng của gốc tự do nó gây, chẳng hạn như là gây nám này, rồi gây những cái nếp nhăn ở trên da của các bạn. Thì nhất là đối với chị em phụ nữ, thì chị em phụ nữ nào mà ăn trái saboche thì nó rất có lợi cho da đó, nó là cũng là rất là hiệu quả, rất là tốt. Thì những cái bạn nữ mà ăn trái saboche nhiều thì cái làn da của các bạn nó trở nên là tươi sáng hơn nè, rồi nó khỏe mạnh hơn nè. Thì bên cạnh đó là nó ăn trái saboche là nó giúp sự phát triển của các tế bào nó tốt hơn nữa, nên thành ra nó ngăn ngừa một số bệnh về da rất là hiệu quả. Ở cái trái saboche này á là nó chứa hàm lượng glucose nó rất là nhiều, nên thành ra là nó cung cấp cái lượng đường cho cơ thể rất là hiệu quả, rất là nhanh. Vì cái lượng đường này là cái lượng đường tự nhiên, nên thành ra các bạn không có lo, nó không phải là nó có hại cho cơ thể, nên thành ra là nó rất tốt cho cơ thể. Thì ở cái lượng đường này á là nó giúp cho các bạn là tăng sức khỏe, ví dụ như là vận động viên nè, rồi những trẻ em, rồi những người già nè, đó là những người cần cái năng lượng. Thì khi mà các bạn ăn trái saboche này thì nó cung cấp cái nguồn năng lượng rất là tốt cho cơ thể. Thì bên cạnh đó là cái hàm lượng carbohydrate nó rất là nhiều ở trong trái saboche này, nên thành ra là nó tốt cho những chị em phụ nữ mang thai, hoặc là những cái chị em phụ nữ nào mà sinh con rồi đó, cho con bú, thì nó rất là tốt và hiệu quả vì nó đi kèm theo những cái chất dinh dưỡng rất là nhiều ở trong trái saboche này. Thì bên cạnh đó là cái trái này á là nó còn có công dụng, nó là giảm suy nhược cơ thể, các triệu chứng ví dụ như là chóng mặt nè, rồi buồn nôn nè, đó là những triệu chứng mà hay xuất hiện ở chị em phụ nữ mang thai đó. Nên thành ra là chị em phụ nữ nào mà mang thai, chị em phụ nữ có thể ăn một ít trái saboche một ngày kìa, hoặc là một tuần có thể chị em phụ nữ có thể ăn vài trái như vậy, nó cũng rất là tốt cho cơ thể. Rồi các chất xơ, rồi cũng như chất chống oxy hóa nè, rồi các dưỡng chất ở trong trái saboche thì nó có một công dụng là nó giúp cơ thể nó chống chọi lại các cái bệnh mà ung thư rất là nhiều, có nghĩa là nó giúp cho cái tế bào của các bạn nó tốt hơn ha. Vì cái hàm lượng methanol ở trong trái saboche nó rất có lợi trong cái việc mà kìm hãm và nó loại bỏ sự phát triển của các tế bào ung thư, nên đó là một cái công dụng rất tuyệt vời của trái saboche. Thì bên cạnh đó là trái saboche á là nó một cái công dụng, đó là giúp cầm máu. Thì cái công dụng này á là nó rất là hiệu quả ở trái saboche. Thì cái trái này á là nó giảm mất cái máu do chấn thương ha, hoặc là khi mà các bạn chiết xuất từ trái saboche đó thì nó có những cái công dụng cầm máu rất là tốt trong nhiều cái lĩnh vực ở trong y học, nên thành ra là ở trái saboche này nó có công dụng đặc biệt là như vậy. Thì ở trái saboche này á là nó chứa rất là nhiều phốt pho nè, canxi nè, và các loại vitamin, nên thành ra là đối với chị em phụ nữ mang thai và hoặc là những cái bệnh, những chị em nào mà thiếu máu nè hoặc là thiếu canxi nè, thì các bạn có thể là ăn trái saboche để bổ sung cái lượng
canxi cũng như là bổ sung những cái khoáng chất tự nhiên rất là tốt cho cơ thể. Đó là nó là như vậy. Thì đối với mà chị em phụ nữ á, thì luôn luôn là muốn có một làn da tốt mà da khỏe mạnh, thì nếu như mà các bạn mà sử dụng trái Samujay này á, thì các bạn có nghĩa là các bạn tự giúp cho làn da của mình nó tốt hơn một cách tự nhiên ha, nó không có tác dụng phụ, nó không phải là mà sản phẩm công nghiệp, nên thành ra là cái Samujay này nó rất là tốt cho những các bạn nào mà muốn duy trì và nuôi dưỡng cái da của các bạn nó sáng hơn, nó khỏe hơn. Đó là như vậy, là vì cái lượng vitamin A cũng như là vitamin C ở trong cái trái Samboche này á, nó rất là nhiều, thì nó là giúp cho làn da là luôn khỏe mạnh, nên thành ra là các bạn nào mà sử dụng trái Samboche, nhất là chị em phụ nữ á, thì các bạn để ý coi các bạn sẽ có làn da rất là tốt. Thì bên cạnh đó là cái lượng vitamin A ở trong trái Samboche nó rất là nhiều, thì nó giữ ẩm cho da rất là tốt và nó mang lại cho một các bạn một cái làn da rất là trẻ, rất là khỏe, rất là sáng và rất là ok. Thì bên cạnh mà nó tốt cho da thì ở trái Samboche này á, nó còn có công dụng là nó tốt cho mắt nữa. Thì ở cái trái Samboche này nó chứa một lượng vitamin A nó rất là lớn. Thì ở trong một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là cái lượng vitamin A này là nó cải thiện cái quá trình nhìn của con mắt ha. Thì cái tầm nhìn của con mắt á, nên thành ra nó cải thiện rất là tốt, và cả cái những người mà cao tuổi nè, thì để tăng cường mà cái thị lực cho mắt nè, hoặc là để có cái tầm nhìn nó là tốt hơn, thì các bạn cũng nên ăn trái Samboche. Thì trái Samboche này các bạn sử dụng có thể là một ngày ăn một hai trái, hoặc một tuần ăn vài trái, thì như vậy nó rất là tốt cho mắt của các bạn. Đó là một sản phẩm từ tự nhiên nên nó không có tác dụng phụ, rất là ok. Rồi bên cạnh đó là cái hàm lượng tannin ở trong trái Samboche này á, nó rất là nhiều, mà cái hàm lượng tannin đó là nó có thể nói là một nó chất chống viêm rất là tốt, rất là tuyệt vời, mà nó là một sản phẩm từ thiên nhiên, nên thành ra là cái công dụng mà ngừa trị này những bệnh liên quan, ví dụ như là đường ruột nè, thực quản nè, hoặc là những cái bệnh dạ dày đó, thì cái tannin này, cái chất tannin này nó là một cái chất mà làm giảm sưng và giảm đau, nó rất là hiệu quả ha. Thì ở trong trái Samboche á, cái hóa có tên đó là polyphenol, nó là một chất chống oxy hóa, là có thể nói là rất là tốt, rất là nhiều ở trong trái Samboche này. Nó giúp chống lại cái virus ở ngoài nó xâm nhập cho cơ thể, rồi chống những cái ký sinh trùng cũng như là các kháng khuẩn đó, nên thành ra là cái hàm lượng vitamin C nó lớn, nó giúp ngăn chặn gốc tự do có hại cho cơ thể. Rồi bên cạnh đó là những cái khoáng chất như là niacin nè, sắt nè, pantothenic nè, folate nè, đó là những cái chất mà nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của các bạn khi sử dụng chất Samboche nó rất là tốt, nó rất là khỏe hơn. Đó là một cái sản phẩm từ thiên nhiên, nó không có tác dụng phụ, nó rất là tốt và có lợi cho sức khỏe của các bạn. Rồi bên cạnh đó là trái Samboche này á, là nó còn giúp sự trao đổi chất rất là hiệu quả. Thì những cái dưỡng chất ở trong cái trái Samboche này á, là nó có tác dụng là tối ưu hóa các enzyme và tối ưu hóa sự trao đổi chất, nên thành ra là nó sẽ giúp cơ thể của các bạn là hấp thụ là chất dinh dưỡng một cách là tốt nhất, một cách là tối đa nhất, nên và nó cũng không có gây béo phì cho cơ thể của các bạn, như vậy nó rất là hiệu quả. Rồi những bạn nào mà có vấn đề về căng thẳng này, hoặc là trầm cảm này, hoặc là vấn đề về thần kinh đó, hơi mệt mỏi thần kinh này, thì cũng giống như là những cái sản phẩm mà giúp tốt cho thần kinh của các bạn, thì trái Samboche này là nó là giống như là một cái vị thuốc về an thần này, là nó là giúp giảm bớt những cái vấn đề về căng thẳng nè, rồi dịu bớt ở các dây thần kinh này, nên thành ra là khi các bạn ăn trái Samboche thì các bạn sẽ có một tinh thần nó thoải mái. Đó là một cái sản phẩm từ thiên nhiên rất là tốt, và thiên nhiên đã ưu đãi cho con người là những cái trái này rất là ok, là nó là như vậy. Thì những bạn nào mà thường xuyên ví dụ như mà mất ngủ nè, hoặc các bạn có cảm giác lo âu đó, thì các bạn khi các bạn ăn trái Samboche hay còn gọi là trái hồng sim này, thì nó sẽ giúp loại bỏ những cái vấn đề như vậy. Thì clip của mình là hôm nay là mình chia sẻ về cái trái Samboche, là nó là như vậy, thì nó rất là tốt, vì trái này là nó là một set sản phẩm từ tự nhiên, nó rất là tốt, nên thành ra bạn nào mà sử dụng ăn trái Samboche này thì cái công dụng nó rất là tốt cho cơ thể của các bạn.
Thì clip của mình hôm nay mình chia sẻ ngang đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Chào các bạn nha.